mới đầu nhìn thì nhìn là quả to đẹp, nhìn cũng rất là tươi. Quả rất là vàng bóng đẹp, nhìn cũng cảm giác còn mặn. Cảm giác ngọt này cũng nước có nước nhiều, mình cắt thử ăn coi nó làm sao này, công thức xem nó như thế nào, cái mùi vị nó thế nào. Ngon luôn đó chị. Rất là ngon, ngọt nó có vị chua thanh nhẹ, nó giống như mình mua ngoài. Ngon, ngọt, ngọt ngào trên đá, đó chính là slogan của nông trại hữu cơ Eco Đắc. Từ một vùng đất chỉ có sỏi đá trên cỏ cây, tuy nhiên với tư duy sáng tạo, sự quyết tâm của một đội ngũ cộng tác vô cùng nhiệt huyết, đến nay 3 hectare cam và quýt đường chân núi lửa Krông Nô đã cho trái ngọt trĩu cành và bước vào những thị trường khó tính nhất. Và những sản phẩm này còn có điều gì đặc biệt hơn nữa? Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu với Thanh Thúy trong chương trình Kết nối thương hiệu ngày hôm nay. Là một trong những mô hình hữu cơ tiên phong trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, nông trại hữu cơ Eco Đắc tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô nằm trên tuyến du lịch Trường Ca của lửa và nước thuộc Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Đắk Nông. Chính vì vậy, đây còn là mô hình du lịch canh nông thường xuyên đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan, trải nghiệm và thưởng thức hương vị cam sành núi lửa ngay tại vườn. Có được điều này là nhờ vào mô hình canh tác thuận tự nhiên, trái cam không chịu bất cứ tác động nào trong việc xử lý ra hoa, đậu trái. Canh tác theo như nông dân họ làm ấy, thì họ phải là xịt cho để ra bông, rồi xịt cho nó đầu trái. Nhưng mà riêng cái đất núi lửa này, tôi qua quá trình 4 năm, thì tôi nghiên cứu ở đấy thì tôi thấy là không cần can thiệp những cái vấn đề đó, mà chỉ có cung cấp dinh dưỡng, mùa nắng phải giữ độ ẩm và để cái nền cỏ để thành một cái thảm thực vật như thế này thì nó giữ ẩm rất là tốt. Đó. Về đấy là phải có nước, cây này là phải có nước, đất chỗ đây là phải có nước, đủ nước thì mới làm được. Để áp dụng theo một cái quy trình là không can thiệp về như là buộc cái cây phải ra như thế nào mà để cho nó tự nhiên. Tại sao ở trên vườn mình có những cái trái thì đang thu, trái thì bắt đầu nó lớn bằng cái chén ha, bằng quả chanh thì đang ra bông. Đó, tại vì mình là làm tự nhiên. Phải đến tận nơi mới thấy hết sự diệu kỳ từ bàn tay lao động của con người. Từ vùng đất bạt ngàn sỏi đá, chị Mai đã bắt đầu từ việc đào từng hố nhỏ, đót đất sạch, cắt cỏ và ủ xuống gốc nhằm tạo độ mùn và giữ ẩm cho cây. Chị nhìn thấy nơi đây những lợi thế khó nơi nào có được như nguồn đất mới, sạch, màu mỡ, có mạch nước ngầm sâu, đặc biệt phù hợp với các loại cây có múi vì tạo được độ thông thoáng cho bộ rễ. Quá trình làm thì nó cũng rất là khó khăn. Khó khăn ở đây là cái vùng đất đá lửa này, núi đá lửa này nó rất là vất vả. Một cái nông nghiệp phải nói là không được cày sới đấy, mà làm tự nhiên, chỉ có mua đất về đổ xong làm, mình làm một cái quy trình là cho cây sống được thôi. Sau đó mình áp dụng cái quy trình của người Nhật Bản. Thì vì sao mà lại quen được người Nhật Bản? Là do cái quá trình kinh doanh. Thế là mình có cả cái đối tác, mời họ về vườn rồi cho họ thấy được cái quy trình làm của mình từ ban đầu ấy. Sau 6 năm từ ngày bắt tay thực hiện mô hình, trái cam sành núi lửa cũng đã đạt tiêu chuẩn quốc tế SDS về 902 chỉ tiêu không dư nhiễm hóa chất. Từ đó bước vào những thị trường khó tính như chuỗi cửa hàng An Phú Farm, Green Food, Organico Sài Gòn, chuỗi cửa hàng Bắc Tôm. Với tiêu chí chất lượng tuyệt hảo, đảm bảo an toàn và thời gian từ thu hoạch đến tay khách hàng không quá 20 giờ trong điều kiện bảo quản tốt nhất, trang trại hữu cơ Eco Đắc tại xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông luôn cam kết mang đến khách hàng những trái cam chín mọng và thơm ngọt. Em có thể ăn thử tại vườn luôn không? Trái cam rất là vàng và có vẻ mọng nước nữa. Cam rất mọng nước, hương thơm và vị ngọt thì thanh nhẹ, không gắt. Và đặc biệt là sau khi mà ăn thì cái vị đọng lại ở cuống họng cũng như là trên khóe miệng rất là lâu.
thực sự rất đặc biệt so với tất cả những loại cam mà Thanh Thúy từng thưởng thức. Nếu quý vị cũng đang nóng lòng muốn thưởng thức cam sành núi lửa thì hãy gọi ngay đến hotline 035 597 9345 hoặc 0917 258 639. Hoặc quý vị cũng có thể đặt hàng ngay trên trang fanpage Facebook. Với giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ và sự đón nhận nồng nhiệt từ phía người tiêu dùng thì hiện nay nông trại hữu cơ EcoDuck đang tiếp tục mở rộng diện tích và phát triển. Và với những cái thành công bước đầu như thế này, sản phẩm hiện nay không chỉ là niềm tự hào của người dân Đắk Nông mà đó còn là một bước đi tiên phong đầy hứa hẹn trong tương lai. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Kết nối thương hiệu cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.